Chiều ngày 30 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin chi tiết về công tác cứu hộ trong bối cảnh mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mưa to đến rất to xảy ra đêm ngày 29 và dạng sáng 30 tháng 8 đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Lào Cai và các huyện lân cận bị ngập sâu, dẫn đến tình trạng giao thông bị cản trở nghiêm trọng và gây thiệt hại về tài sản. Mưa lớn đã làm nước lũ dâng cao, đặc biệt tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến trường mầm non hoa ban nơi bị chìm trong biển nước gây khó khăn trong việc chuẩn bị cho khai giảng năm học mới lượng mưa lớn và nước lũ từ suối tràn về đã làm cho nhiều giáo viên không kịp phản ứng dẫn đến việc hàng chục trẻ em mắc kẹt trong trường Nhận được thông tin khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được huy động. Cảnh sát cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ cùng với các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng hơn một giờ nỗ lực không ngừng, lực lượng cứu hộ đã thành công giải cứu hơn 10 trẻ mầm non đang mắc kẹt trong trường mầm non Hoa Ban. Các cháu đã được đưa đến điểm an toàn bằng xe chuyên dụng không chỉ dừng lại ở đó trong sáng cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã kịp thời đưa bà mai thúy phượng một bà bầu đang có dấu hiệu chuyển dạ đến cơ sở y tế để cấp cứu những hành động nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng tình hình mưa lớn tiếp tục kéo dài đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh lào cai Tại thành phố Lào Cai và các tuyến đường tỉnh Lộ, nước ngập sâu đã làm giao thông bị tê liệt, nhiều ô tô bị chết máy và không thể di chuyển. Đặc biệt, huyện Cam Đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lớn khiến nước tràn vào nhà dân, gây thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai cho biết, tình trạng mưa lớn và ngập úng đã được cảnh báo từ trước và thành phố đã thực hiện các biện pháp khuyến cáo người dân tránh những khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng đã túc trực 24 trên 7 để ứng phó kịp thời với các sự cố có thể xảy ra. Theo thông tin từ đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội công binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt tại căn cứ Highway, khu vực ABA ở châu Phi, đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà mô 3 có diện tích gần 100 m2 thuộc khu vực bệnh viện dã chiến cấp 1. Cờ Tổ quốc nằm ở vị trí chính diện với cổng ra vào, dễ dàng được nhìn thấy ngay từ tuyến đường dẫn vào căn cứ. Mặc dù phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt kéo dài khiến lớp sơn vừa tô đã trôi màu. Tuy nhiên, đội đã nhanh chóng hoàn thành lá cờ chỉ trong vòng 5 ngày. Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ của đội công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc của mỗi chiến sĩ mũ nổi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại ABE. Cũng trong dịp này, đội công binh gìn giữ hòa bình tổ chức một số hoạt động như sửa và bàn giao thuyền cho người dân tại cộng đồng địa phương Mijak, viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện ABE, nâng cấp các tuyến đường, tổ chức nạo vét đường mương nước, thay mới cống hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực. Việc giúp đỡ người dân sửa thuyền đã đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực, phục vụ nhu cầu cần thiết nhất của người dân địa phương nhằm mục đích phục vụ đời sống sinh hoạt và kiếm sống của người dân ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, đội công binh số 2 sửa chữa 4 con thuyền cho cộng đồng khu vực làng Mi Giáp. Đội công binh cũng tổ chức viện trợ lương thực, thuốc, quần áo cho bệnh viện ABE, nâng cấp các tuyến đường, tổ chức nạo vét đường mương nước, thay mới cống, hỗ trợ chống ngập lụt tại khu vực ABE. Đại tá Nguyễn Việt Hưng, đội trưởng đội công binh Việt Nam khẳng định Tất cả chúng ta, tất cả những người đang sinh sống và làm việc tại ABE, dù là người ABE, lực lượng gìn giữ hòa bình, dù có mặt hay không, luôn luôn nhớ rằng chúng ta đang sống cùng nhau trong ngôi nhà chung ABE và cùng nhau, chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho ABE. Vào khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2024, bà NTP, 82 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Kẻ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng bà P liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Chúng liên tục gọi điện và yêu cầu cụ bà chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh nguồn gốc, đồng thời yêu cầu giữ bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai nhằm đảm bảo thông tin trong quá trình điều tra vụ án. Do hoang mang và lo sợ, đến khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2024, bà P đã đến ngân hàng Việt Tin Banh tại số 46 đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để rút toàn bộ số tiền 307 triệu 500 nghìn đồng từ sổ tiết kiệm. Sau đó, theo yêu cầu của bọn lừa đảo, cụ bà 82 tuổi được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Cẩm Nhung, mở tại ngân hàng VP Bank, chi nhánh Cần Thơ. Khi đến ngân hàng BIDV tại số 37 Đường Thành để thực hiện giao dịch chuyển tiền, bà P có biểu hiện lo lắng, liên tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986, nhân viên ngân hàng BIDV, nhận thấy có sự bất thường liên gọi điện thoại báo công an phường Cửa Đông. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Cửa Đông đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trực tiếp giải thích và tuyên truyền cho bà P về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh công an. Nhờ sự giải thích kịp thời, cụ bà đã nhận ra sự việc và ngay lập tức dừng việc chuyển tiền, bảo toàn toàn bộ số tiền của mình. Trước sự nhiệt tình của nhân viên ngân hàng cùng sự tận tâm của cán bộ chiến sĩ công an phường Cửa Đông, cụ bà NTP bày tỏ rất xúc động, liên tục nói lời cảm ơn. Đây cũng là vụ thứ hai liên tiếp chỉ trong vài ngày liên quan đến tội phạm lừa đảo công nghệ cao, được công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội phối hợp với ngân hàng phát hiện, ngăn chặn kịp thời, bảo toàn tài sản cho người dân trên địa bàn. Ngày 30 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an khám phá thành công vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác do nhóm người Trung Quốc và người Việt gốc Hoa sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ba người bị bắt giữ gồm Ngô Công Minh, tên tiếng Việt là Ngô Thông Minh, sinh năm 1968, quốc tịch Trung Quốc, Thôi Vị Quốc, tên gọi khác Tài Mà, sinh năm 1988, ngụ quận 8, người Việt Nam, dân tộc Hoa, và Phùng Lạc Tòng, sinh năm 1987, ngụ quận 10, người Việt Nam, dân tộc Hoa. Theo công an, vào tháng 6, hai người Hồng Kông chưa rõ lai lịch đến Việt Nam và liên hệ với Gu Công Minh yêu cầu hỗ trợ lắp đặt thiết bị giả trạng thu phát sóng vô tuyến BTS để phát tán tin nhắn quảng cáo liên quan đến trang web cờ bạc. Các đối tượng người Hồng Kông đã cung cấp thiết bị và chi trả tiền cho Gu Công Minh để thuê người thực hiện công việc này. Khi đó, Gu Công Minh đã liên lạc với Thôi Vĩ Quốc, một người bạn lâu năm tại Việt Nam, để tìm kiếm người thực hiện công việc. Sau đó, Quốc đã thu nạp thêm Phùng Lạc Tòng và hội nhóm. Một nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp đã được lập ra giữa các đối tượng Hồng Kông và ba bị can để quản lý và điều phối công việc. Ngày 20 tháng 7, các đối tượng từ Hồng Kông đã chuyển thiết bị giả trạm BTS đến nơi ở của Gu Công Minh tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để cất giữ. Ngày 25 tháng 7, Tòng và Quốc đã lấy thiết bị để thực hiện thử nghiệm. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, Phùng Lạc Tòng đã lái ô tô với thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn trái phép trên các tuyến đường. Quá trình hoạt động của thiết bị được theo dõi qua ứng dụng New trên laptop và Tòng đã gửi clip quay màn hình ứng dụng vào nhóm chat WhatsApp để báo cáo tình trạng hoạt động. Vào sáng ngày 2 tháng 8, khi Tòng đang điều khiển thiết bị giả trạm BTS trên đường Hùng Vương, quận 10, Tổ công tác thuộc Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an đã kiểm tra và tạm giữ toàn bộ thiết bị, phương tiện và đưa Tòng về trụ sở Công an phường 1 để làm việc kết quả điều tra cho thấy gu công minh thôi vĩ quốc và phùng lạc tòng đã hỗ trợ các đối tượng hồng kông trong việc sử dụng thiết bị giả trạm bts để làm nhiễu tín hiệu các trạm bts chính thức gây ra sự cố mất kết nối dịch vụ của người dùng di động đồng thời làm giảm doanh thu của các nhà mạng công an xác định nhóm này phạm tội có tổ chức có sự trao đổi bàn bạc từ trước chuẩn bị công cụ phương tiện và phân chia vai trò nhiệm vụ cụ thể hành vi của nhóm này đã cấu thành tội phạm xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, cả ba người nói trên khai nhận biết việc các đối tượng người Hồng Kông tìm thuê người sử dụng thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn quảng cáo trang web cá cược là vi phạm pháp luật nhưng vì được trả công nên vẫn thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống mua bán người Bộ Công an Lào giải cứu thành công 13 công dân Việt Nam là nạn nhân của đường dây tội phạm mua bán người ở Lào. Theo Công an Hà Tĩnh, mở rộng chuyên án phá đường dây lừa đảo tại Tam giác vàng cũng như tiếp nhận thông tin từ Cục Phòng chống mua bán người Bộ Công an Lào, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng trong tổ chức tội phạm quốc tế này còn thực hiện hành vi mua và đưa nhiều nạn nhân là người Việt Nam sang khu vực Tam giác vàng của Lào, cưỡng bức lao động đào tạo để ép tham gia các hoạt động phạm tội. Hiện các nạn nhân là người Việt Nam đang bị giam lỏng tại một khu vực khác trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bò Kẹo của Lào. Từ những thông tin thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đặt quyết tâm kịp thời giải cứu, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân người Việt Nam còn mắc kẹt tại Lào. Vì vậy, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương trao đổi thông tin, phối hợp với Cục phòng chống mua bán người Bộ Công an Lào, triển khai các phương án tiếp tục giải cứu 13 nạn nhân là công dân Việt Nam đang bị giam giữ tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và đưa về Việt Nam an toàn. Trước đó, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cảnh sát hình sự, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cục phòng chống mua bán người bộ công an Lào và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh triệt phá thành công tổ chức hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 162 đối tượng, giải cứu 36 nạn nhân liên quan đến hành vi mua bán người đưa từ Lào về Việt Nam theo đại tá phạm thanh phương phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân việt nam hiện lực lượng công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức phạm tội quốc tế này